Chào các bạn, trên bàn mình đây là phiên bản Dell XPS L421, một phiên bản rất là cao cấp của Dell. Đây các bạn có thể nhìn thấy, hình thức rất là đẹp. Máy được làm bằng lớp vỏ nhôm nguyên khối. Mà phiên bản này nó dày hơn nhiều so với Dell XPS 9343 hoặc 9350, phiên bản ra sau của dòng Dell XPS. Mà cái giá thành của nó hiện giờ cũng rất là tốt. Phiên bản này đầu tiên được ra mắt năm 2013, bán ra năm 2014, giá lúc đấy nó khoảng 30 triệu đồng. Còn bây giờ thì nó chỉ còn một nửa giá thôi các bạn ạ. Nó được trang bị đầy đủ các cổng, các bạn có thể thấy đây là cái cổng USB 3.0, cổng mini port và cổng HDMI. Đây là cổng LAN và đây là cổng sạc. Đằng trước thì không có cổng gì cả. Và các bạn có thể thấy bên đây là cái lỗ móc khóa này, nó lỗ phone. Đằng sau thì không có cổng gì, còn đây là lắp đít bên dưới của nó, nhìn cũng rất là đẹp. Nó phiên bản máy tính cao cấp nên cái chi tiết gì của nhỏ của nó cũng rất là tinh tế và đẳng cấp. Các bạn có thể nhìn thấy tổng thể của máy đây. Bên trên cái lượt tì tay này thì nó trắng một lượt vật liệu kiểu như là cao su. Chúng ta sờ vào thì nó cũng sẽ tránh bám vân tay và tạo cảm giác xê rất là thích. Chuột này, độ lẩy tương đối là cao. Máy được trang bị cái lớp màn hình 14 inch, có một lượt kính để chống xước màn hình ở bên ngoài. Nó cũng có thể là nhìn nó là giống chiếc MacBook. Và bàn phím dạng lỗi như này. Mình thử gõ thử các bạn. Đây các bạn, loa rất là to, phím gõ rất là thích. Bên mình sẽ bật cấu hình để cho các bạn xem. Các bạn có thể nhìn thấy là máy sử dụng vi xử lý Core i5-3517U, một súng nhịp tích kiệm điện 1.9 và RAM trang bị trên máy là 8GB. Các bạn lưu ý là dòng này có thể nâng cấp lên RAM 16GB. Độ phân giải của màn hình là 1600x900, chưa được Full HD nhưng mà còn nó cũng chạm đấy. Full HD là 1920x1080. Đây các bạn vào đây để kiểm tra cái dung lượng ổ cứng và có thể tích hợp cả màn hình rời hay không, chúng ta vào đây kiểm tra. Đây các bạn có thể thấy là mình đã cài lên cái cạc Nvidia GeForce 630. Và để kiểm tra dung lượng của nó bao nhiêu GB thì chúng ta vào đây. Các bạn vào đây. Máy mà có hỗ trợ cạc màn hình rời thì thường chúng ta những cái sử dụng những cái phần mềm hỗ trợ đồ họa, chúng ta xem những cái bộ phim thì nó sẽ, hoặc là chơi game thì nó sẽ hỗ trợ tốt hơn. Đây các bạn có thể nhìn thấy là bộ nhớ gốc của nó là 1024 RAM DDR5 và có thể hỗ trợ tối đa, các bạn có thể nhìn thấy là 4GB đây. Nó dùng bộ nhớ chia sẻ từ RAM ra. Nên chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm là chiếc máy này có thể dùng tốt đồ họa 2D và có thể làm code rất là tốt. Trên máy nó được trang bị hai ổ cứng. Các bạn có thể nhìn thấy đây là chiếc ổ cứng 500GB và có thêm một chiếc ổ cứng SD 8GB. Cái này nó dùng bộ nhớ đệm mà chúng ta khởi động máy nó nhanh hơn. Chúng ta có thể nâng cấp được cái ổ này lên cao hơn. Ví dụ như dung lượng 128GB ổ này nó gọi là ổ M Santa. Một chiếc máy cấu hình như này nó sẽ phù hợp với các bạn làm đồ họa 2D hoặc có thể dùng những cái đoạn phần mềm được chỉnh sửa những đoạn phim ngắn. Nhưng lưu ý dòng này có thể chưa dùng được 3D và chúng ta có thể chơi game online hoàn toàn tốt trên phiên bản Dell XPS.